À, hôm nay là ngày 37 quay trong đoàn phim Đại Hội Tỉnh. Hôm nay mình quay một cái công đoạn hội đến tìm gặp ông Trúc, một ông nhà kinh doanh thành công. À, sau khi rất là nhiều cảnh vất vả, nóng nực và dơ và bụi bặm và cực khổ và quay mười mấy tiếng, 16 tiếng, 17 tiếng thì mình được mấy ngày sung sướng ở The Grand Hotel Hồ Chí Minh. Lý do chính mình chọn Hồ Tràm là tại đây mình có ba, mình có thể quay được cả ba phân đoạn. Một cái là ở vũ trường Nam Khất và những cái cảnh mình quay hôm nay. Mai thì mình sẽ quay ở bãi biển và mình sẽ quay cái phòng họp ở đây luôn, và cái phòng mà ngủ, cái phòng ở khách sạn The Grand, và mình sẽ quay lại ở đây mà sẽ là quay cái sân khấu. Thì chúng ta không có bắt bò nước ngoài vô đánh bài casino. Đối tác của hội là một cái người ở bên Mỹ, thì cái cảnh đó là mình cũng giả cái cảnh ở Cali. Khi mà lên đến đây đó thì mình thấy một cái phòng, tuy là nó là phòng khách sạn nhưng mình sẽ chuyển nó lại thành một cái phòng ngủ, và bên ngoài thì nó là một bên, một mặt thì là biển, còn một mặt á thì nó là một cái sân golf chơi rất là kia, nó rất là giống ở Cali, và biển thì nó cũng giống ở Cali. Ngoài ra thì mình có một cái bối cảnh nữa là mọi người bơm cô đơn ở bãi biển, thì ở đây họ cũng có một cái bãi biển rất đẹp và rất sạch sẽ, hợp với lại cái tông của bộ phim, màu sắc. Đầu tiên em ở đây cái em bung xuống cho anh quà vô cái em với em đuôi ra nha. Một cái nữa là ở trong cái khớp này nó có một cái sân khấu mà mình đã đi tìm khắp Sài Gòn rồi, không có cái sân khấu nào tương ý. Không phải là mình cần một cái sân khấu lớn, mà mình cần một cái sân khấu nó âm cung, nó nhỏ, nhưng mà khi mà lên phim ấy, nó đạt tiêu chuẩn để tranh đấu để nhà sản xuất chấp nhận cho mình dùng cái bối cảnh này. Tuy là trong phim nó cũng không có, nó chỉ là một cái phân đoạn nhỏ thôi. Nó sẽ có đặc biệt Cathy Win thì là vai của Mai ở trong cái phim Thập Bộ Phủ Để Mặc Tính, là để Mai tính. Ở bên Mai có cảnh sống giống nhau thì ra cái cảm giác của Cathy khi mà quay trở về làm việc với anh Charlie và anh Thái Hòa và trở lên sân khấu cùng với ban nhạc đó, thì Cathy cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Mình được cái duyên vậy đó, kêu nó để Mai tính chứ cái này là để mấy năm sau mới tính, phải không? Cuối cùng là cũng lâu, nhưng mà Cathy rất vui được trở lại với vai Mai. We didn't this one, so we can rehearse.
hơi lo lắng á, mình có thể nhập vào vô nhân vật Mai được không. Nhưng mà cuối cùng thì hy vọng khán giả sẽ xem và coi và đánh giá như thế nào. Thì trong cái phân đoạn này là Hội tìm đến Hồng Trúc, tức là một trong những nhà đầu tư mà Hội nhắm tới để mà xây dựng lên một cái khu vực shopping mall dọc theo bờ bãi biển. Đặc biệt là cái Club Mai này, cái cách mà họ xây dựng cái thiết kế nội thất đã tạo cái điều kiện để mà mình bố trí cũng như là tổ chức những cái yếu tố xảy ra ở trong cái phân đoạn này một cách vừa là thú vị mà cũng vừa rất khôi hài. Thì cảnh này hiển nhiên chắc là mình thường nó cũng đông người, nhưng mà hôm nay mình phải tạo ra không khí giả nhiều đông người, thì hôm nay mình chở 90 người diễn viên quần chúng từ dưới Sài Gòn lên. Trong cái đám đó mình có 20 cô hacker trong cái cảnh rất là hấp dẫn, và mình cũng có 5 cô múa cột. Thì 5 cô múa cột này là 5 cô chuyên nghiệp múa cột luôn, và chỉ để cho thể hiện một cái cảnh rất là đặc biệt ở đây. Tiếp, nhảy tiếp. Tới rồi, nhảy tiếp. Anh Tới Hòa tới đây, nhạc sẽ cắt là tại vì để thu thoại. Nhưng mà lúc đó á, mình bị là lần đầu tiên nên mình còn bất ngờ. Nhưng mà lần này á, nhạc cắt vẫn nhảy nha. Năn nỉ dữ lắm, bao nhiêu khó khăn rồi ở trong đây họ không có dễ dàng chấp nhận, họ cũng phải coi dự án sao rồi phim kinh phí như thế nào họ mới cấp. Đem kích thích hỏi anh hả? Kích thành công nha. Rồi nếu đem nhả ra cái là hết kích thích. Thứ bài đó không? Nhả ra cái là hỏi ngồi, hỏi không có chịu.